Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Tân Phát. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa nhân viên trên phần mềm Wang.com UI on 39 Plus phiên bản 2020. Xin chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa một nhân viên trên phần mềm cũng như trên Wang.com trong trường hợp anh đang nghỉ làm và anh ta bị sa thải. Thì đầu tiên là các bạn sẽ bật phần mềm UI on 39 lên. Thế sau đấy là các bạn vào mục thiết bị ở đây, các bạn chọn tải nhân viên lên Wang.com. Ở mục chọn phòng ban này, các bạn chọn đến phòng ban có nhân viên cần xóa. Sau đó các bạn tích vào nhân viên cần xóa đây. Tích vào. Sau đó các bạn chọn chuyển xuống. Thì cái anh số 1 lần nãy tôi đã xóa rồi. Thì tôi xóa tiếp anh số 2 ở đây. Các bạn chọn số 2 chuyển xuống. Sau các bạn chọn xóa và chọn máy và xóa nhân viên. Thì đối với nhiều công ty khác sẽ có nhiều loại máy khác nhau. Thì với công ty tôi thì có một loại nên tôi sẽ chọn máy này. Ấn thực hiện. Đó. Máy sẽ báo là bạn có muốn xóa nhân viên đã chọn không, các bạn chọn đồng ý. Như vậy là xong, nhân viên sẽ vĩnh viễn bị xóa trên hệ thống của chúng ta. Video đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn cảm thấy video thật sự hữu ích thì hãy nhấn like, share, subscribe kênh của mình. Cùng với đó là đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Tân Phát. Xin cảm ơn các bạn.